tại sao khi mà mình pha npk mình tưới hoặc là mình bón phân npk quá nhiều thì những cái rễ non nó bị quéo gọi là bị cháy rễ vậy thì mình cứ tưởng tượng là cái tế bào non của cái rễ nó như là một cái bong bóng nước vậy thì khi mà mình pha npk mình tưới thì giống như mình đang pha nước muối tại bản chất npk nó là một cái loại muối thì đối với cái nước bên trong tế bào và bên ngoài tế bào nếu như bên nào có nồng độ muối cao hơn thì cái nước á là nó sẽ tự động di chuyển từ bên này sang cái bên mà có nồng độ muối cao hơn cho đến khi nào mà hai bên nó cân bằng về nồng độ chất tan thì nó sẽ ngưng vậy thì nếu như mình pha đậm quá thì đương nhiên là nước bên trong tế bào sẽ di chuyển ra bên ngoài tế bào làm cho tế bào bị mất nước giống như kiểu là mình quăng cây cải vô ngâm nước muối mà mình ngâm lâu quá cái nó bị dợp nó bị teo lại là như vậy vậy thì nhiều anh chị là không có nước tưới cho không có đủ cái nước hoặc là nhân công không đủ mà mình pha lõn quá thì làm biến tưới thì mình có thể là mình pha nó hơi đậm chút xíu rồi mình tưới phớt ở bên trên mặt đừng cho nó thấm xuống dưới đừng có dí vô một chỗ mà mình tưới phớt trên mặt xong rồi mình quay nước mình xả lại là nó sẽ tan đều cho đến khi mà cái nước phân á nó chạm đến cái rễ gọi là nó đã lạc lại rồi thì nó đỡ bị quéo rễ hơn so với là mình pha đậm mà mình tưới dí vào một chỗ hay là mình cứ tưới đại quanh quanh một cái lỗ nào đó còn đối với liều lượng tỷ lệ mà mình pha ít ảnh hưởng rễ nhất là khoảng 1 đến hai phần trăm thôi rồi mình tưới ướt đều là được Fino đổi mới nông nghiệp Việt